đó. Nhưng Ngài sau đó có khởi tâm từ nên thoát khỏi cảnh khổ. Con muốn tìm đọc lại câu chuyện đó mà không biết nằm trong bài kinh nào. Nếu sư có nhớ thì xin chia sẻ tên bài kinh đó và phân tích ngắn gọn trường hợp này của Thế Tôn. Nếu còn nhớ nhầm và câu chuyện này không có trong chánh kinh thì mong sư hoan hỷ bỏ qua. Cái này nó không có nằm trong chánh kinh ha, nó không nằm trong chánh kinh, cho nên là sư cũng không chắc cái này có phải là một tác phẩm văn học được sáng tác sau này hay không. Bởi vì cho tới hiện tại có thể là do cái khả năng đọc của sư nó còn chưa có đọc hết ấy. Cho nên sư chưa thấy ở trong kinh Tạng Pali có một cái đoạn nào nó tương tự như thế này. Hồi xưa khi mà nghiên cứu kinh điển, nghiên cứu một số bài giảng ở bên Phật giáo Phát Triển thì sư có biết cái câu chuyện này. Nhưng mà bây giờ khi mà sư nghĩ lại thì sư không chắc là cái câu chuyện đó đó là nó nằm ở trong kinh tạng, nằm trong chú giải hay chỉ đơn thuần là một tác phẩm văn học mà đời sau người ta chế ra. Mà cái gì không chắc thì thôi sư cũng tạm thời để qua một bên. Chỉ có một cái như thế này, đó là cái việc mà một cái chúng sanh mà rơi vào địa ngục ấy, thì chúng sanh đó không có chuyện là nhờ có tâm từ mà thoát khỏi cảnh địa ngục. Bởi vì khi chúng sanh đó ở địa ngục rồi thì chỉ có thể là bị chịu đau khổ thôi, và không có cách chi tu tập được hết. Đã vào địa ngục rồi là không có tu tập gì được hết. Còn cái loài ngạ quỷ đó thì đi xem loài ngạ quỷ thì hình như cũng như vậy, có nghĩa là đã sanh vào làm ngạ quỷ rồi thì cũng không có tu tập gì được hết. Bằng chứng là có những cái loài ngạ quỷ mà sanh vào thời của Đức Phật ấy, Đức Phật cũng thuyết pháp nhưng mà họ cũng đâu có nghe được, có nghĩa là họ không phải họ bị điếc. Họ có nghe nhưng mà khi đó cái tâm tư của họ không đặt ở cái thời pháp, và họ không có cách chi mà họ tu tập hết. Chỉ có là các loài dạ xoa đó, các loài dạ xoa thì họ không có khổ như địa ngục. Đấy, không có khổ như địa ngục, không có khổ như loài ngạ quỷ. Nó cũng tương đối thôi, thì cái loài đó đó thì họ còn có khả năng chứng thiền, xin lỗi là chứng đắc đạo quả. Bởi vì trong kinh tạng và chú giải thì có một số trường hợp những cái con dạ xoa chứng đắc sơ quả, cái chuyện đó là có, chuyện đó là có. Còn cái chuyện là ngạ quỷ hay địa ngục mà do có từ tâm nên thoát khỏi cảnh khổ á, thì xin thưa là trong kinh tạng và chú giải tôi chưa tìm thấy. Kinh tạng là chắc chắn không có rồi, còn chú giải thì cho tới bây giờ sư chưa có tìm thấy ha.